Đây là cái cách mà có thể giúp mình chuẩn bị được một bữa sáng healthy. Một ly sữa đậu nành nóng kèm với một dĩa bánh protein này chỉ tốn khoảng hơn 30 phút để chế biến thôi đó. Và nếu như bạn nào mà đang trong quá trình giảm cân á, thì có thể tham khảo thử nha. Mình đảm bảo là món này vừa ngon và dễ làm. Mình bắt đầu với phần nấu sữa, cho vào đây khoảng 40g đậu nành cùng với 500ml nước. Giờ thì chỉ cần chờ hơn 20 phút là có ngay được một ly sữa đậu nành nóng hổi rồi. Với cái máy xay Lazy Chef với dung tích 1200ml này có thể thoải mái nấu cho 5 đến 6 người ăn luôn. Thân máy là cái phần kính trong suốt nên là mình có thể nhìn thấy hết quá trình nấu. Sau khi mà nấu sữa xong thì mình rửa sạch máy và làm món thứ hai. Cho vào đây khoảng 30g yến mạch, một quả chuối và một quả trứng, và sau cùng thì cho thêm khoảng 80ml sữa tươi không đường. Bấm chọn chế độ xay sinh tố và chờ khoảng 2 phút. Với cái máy xay nấu đa năng 9:1 này thì khá thích hợp cho những cái bạn nào mà thi thoảng hay lười nấu ăn giống như mình. Trong lúc mà chờ đợi thì mình đi bắt một cái chảo thật nóng, cho vào đây khoảng một xíu dầu ô liu và đổ cái phần hỗn hợp mình đã xay nhuyễn vào. Cái món này thì mình mới học được gần đây thôi. Đúng ra là phải có thêm một muỗng whey protein, nhưng mình nghĩ là bạn nào không có thì cũng không sao đâu. Mình để cho tới khi cái phần mặt bánh được khô rồi mình lật lại. Khúc này phải nói là mùi thơm cực kỳ luôn. Mình nghĩ là để tự làm một cái bữa sáng ngon bổ rẻ tại nhà thì không hề khó xíu nào đâu. Nhớ lưu lại để bữa nào thử nha. Cuối cùng thì chúc các bạn nấu ăn thật vui.